Rồi cả đêm. Lan ơi, anh yêu em. Kể từ ngày cậu đi đây nhiều quá, hay Lan nghỉ việc rồi nhá. Lan ơi, anh nhớ em như sắt nhớ bình, như hình nhớ bóng, như nóng nhớ quạt, như hạt nhớ cây, như thợ xây nhớ đống gạch, như động mạch nhớ kim tiêm, như que diêm nhớ điếu thuốc, như Thôi. Cậu đi về đi nhá. Ở đây làm gì? Nhưng mà em sẽ quỳ đây ở đây cho đến khi Lan quay lại. Bây giờ con gái người ta không thích tỏ tình kiểu này đâu nhá. Bây giờ ấy, con gái là thích một cái cục xong đập thẳng vào mặt, cậu hiểu chưa? À, thế thì em đi lấy cái gậy. Ui này, không phải lấy gậy. Ý của tôi ấy là cầm hẳn một cục tiền rồi đập thẳng vào mặt, cậu hiểu chưa? Khi mà cậu có tiền ấy, cậu mua Lexus này, cậu đi ra đường cậu hạ kính xuống ấy, hàng trăm hàng nghìn em chân dài sẽ nhìn say đắm cậu luôn, cậu hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Lan ơi.